Rồi hello anh em nha. Ertiga mới vừa về chớ Bến Tre nè anh chị. Đang cho thợ sơn cái chản trước là cho đẹp ha. Ertiga 2015. Đó, số tự động máy 1.4 siêu tiết kiệm anh chị. Chắc xe đẹp lắm. Em mới đánh đèn mới tinh, mâm lớp vỏ đẹp cực kỳ. Tích hợp xi nhan gương luôn. Anh em mua về sẵn đi nha anh chị nha. Dòng này thì chạy tiết kiệm xăng 100 cây 7,5 lít, thích hợp về chạy dịch vụ ha anh chị ha. Xe này đúng xe chất nha anh chị nha, không lỗi nhỏ. Đó. Mâm lớp vỏ lòng dè mái dè mới tinh. Nội thất đẹp quá trời, tem bọng nhãn mát, bát cửa bản lề. Trần mọc mới anh chị ha, hai dàn lạnh riêng biệt nha. Túp lô túp ly nè, rất là chuẩn luôn. Xe không lỗi, máy số gầm ngon anh chị ha. Cửa đóng chắc nịch luôn anh chị nghe nè. Nghe cửa đóng đã nè. Gương kính chỉnh điện đầy đủ tính năng hết. Vô lăng rất là đẹp anh chị nha. Máy nổ siêu êm máy luôn, màn hình đèn roi chà bá luôn anh chị không. Đó, nổ cực kỳ êm luôn. Đó, lạnh teo. Trợ lực nhẹ hiều luôn anh chị ha. Để anh giật cabo cho anh em nghe tiếng máy nè. Dòng su với máy chạy sướng lắm anh chị. Máy nổ nè. Máy hiện chưa rửa nha, máy con 1.4. Máy riêng nha anh chị nha. À, chất lượng vô cùng luôn. Tháng này VS nha. Cabo nè, keo chỉ nè, nghỉ riêng hết. Để cho anh em mình 298 triệu nha. Xe không lỗi. Máy riêng chạy cực kỳ sướng á. Innova tí xíu về cho lên sóng luôn, 7 chỗ luôn. 2.10G 239 triệu. Sơn mới đẹp. Can xì ben tí xíu về quýnh bát nữa mới tin nè. Em này là 2.10 bản G anh chị nha, hai túi khí nha. Đó. Giờ xách xe này chạy về. Để Ertiga lại sơn mời lấy. Anh em nào xem được ủng hộ cho em Thịnh nha. Đó, giá siêu hợp lý luôn, 290 mấy triệu là anh em có Suzuki của Nhật này. Số tự động chạy nữa. Còn gì bằng. Túi khí tháng này ABS. Tha hồ sử dụng sàn 5D luôn, rất là đẹp rồi. Anh chị em nào xem được thì alo cho em Thịnh để lấy xe này ha.